Đây là một chiếc khoang động cơ của Honda City 4-5 tuổi rồi ạ. Vừa được Đăng Phương thực hiện việc chăm sóc, dọn dẹp. Còn đây là phần nội thất bên trong ạ. Cũng được Đăng Phương thực hiện việc dọn, làm sạch. Mở cửa ra cho anh nhé. Các vị trí răng khe kẽ, các phần táp ly cánh cửa, phần răng bên ngoài đều được làm sạch. Phần khoang cốp này. Để được làm sạch hết ạ. Một cửa gió điều hòa, hay là những cái phần như táp ly nội thất bên trong. Phần nội thất thì và pha khoang động cơ thì bác chủ xe cũng lên cho mình một bộ thảm 6D. Đây. Em ơi, lắp thảm luôn cho anh nhé. Các bác cần chăm sóc xe, cần dọn nội thất, sửa khoang máy, đánh bóng hoặc phủ ceramic, bảo vệ sơn thì có thể để lại thông tin hoặc liên hệ với chăm sóc nội thất ô tô Đăng Phương Auto. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn và xử lý các vấn đề mà các bác mong muốn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Em xin chào các bác nhé.